Vlog kế quên mình chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang ở khu công viên của huyện Chợ Gạo nha các bạn. Tại mình chạy Honda xuống đây á. Rồi sẵn mình quay cho các bạn coi luôn ha. Coi cái cảnh mà mình đi bắt kỳ nhông á các bạn. Đó, con kỳ nhông á là các bạn biết rồi, mình đi bẫy bìm bẹp đó các bạn. Rất là dễ bẫy ha. Tại vì cái con kỳ nhông á là nó chịu được sức nắng và sức lì, nó không chết nha các bạn. Khi các bạn đi bẫy bìm bẹp, dính bìm bẹp về xong các bạn không nuôi nữa thì các bạn không bẫy nữa, các bạn có thể thả hay các bạn có thể bỏ nhà cho kỳ nhông nó ăn cơm ha. Con kỳ nhông là rất là dễ bắt và cũng rất là dễ nuôi, và đi đêm đi bẫy thì không bao giờ con kỳ nhông chết nha các bạn. Hiện tại mình thấy con kỳ nhông rồi nè các bạn. Đó các bạn thấy không bạn, nó đang nằm ở trên cái ngọn cây thôi bạn ha. Đó các bạn, ở vùng đất này thì nó cây thấp khắp không thì kỳ nhông rất là dễ có nha các bạn. Các bạn chỉ cần đi đảo đảo vòng thôi các bạn thấy ha. Bây giờ mình đứng đây ha, đứng cách khoảng chừng 2 mét nó không có nhát nha các bạn. Giờ mình sẽ tìm cách mình trồng vô cái đầu nó ha. Rồi chỉ các bạn ơi, nè các bạn, dính là con kỳ nhông rồi nè các bạn. Nè các bạn, dính là con kỳ nhông rồi ha các bạn ha. Tại nó mới vướng vô lưới hàng rào các bạn. Rồi giờ mình sẽ bắt con kỳ nhông bỏ bọc nha các bạn, bỏ vô cái túi các bạn ơi. Đó các bạn, các bạn lưu ý nha, khi bắt con kỳ nhông các bạn cho nó cắn vô cái áo các bạn, rồi các bạn chụp nó các bạn sẽ không bị cắn bậy ha. Còn nếu mà các bạn để nó bờ gờ ngoài các bạn bị cắn ha, mà nó cắn thì nó cũng không có đau đâu các bạn, tại vì nó đâu có găng đâu. Nè các bạn thấy không các bạn, con kỳ nhông các bạn. Hiện tại mình mới vừa chạy mình vừa thấy con kỳ nhông rồi nè các bạn, nó đậu trên cái chuồng bò các bạn thấy không các bạn, trên cây sắt các bạn thấy không các bạn. Bây giờ mình sẽ lập thế bẫy bắt nó nha các bạn. Như các bạn cũng biết rồi, mình muốn bắt con kỳ nhông này nè, mình phải xài cái gần câu nha các bạn. Và bắt đầu bây giờ các bạn biết sao không? Bây giờ mình sẽ trồng cái thòng lọng vô cái đầu nó, rồi mình sẽ canh mình giật nó nha các bạn. Chuẩn bị giật nè các bạn ơi, chuẩn bị gần dính nè các bạn ơi, dính rồi nè các bạn ơi. Đó các bạn, thấy không các bạn? Nè các bạn thấy không các bạn? Thoáng qua cái mình nó coi con bự quá trời bự ha các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ bắt cho các bạn coi nha các bạn. Coi nó bự cái nào nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Nếu cọng dây nó thắt ngay gần cổ nó thì các bạn cầm thoải mái ha. Còn cọng dây mà không thắt ngay gần cổ nó được thì các bạn gỡ cẩn thận để nó cắn nha các bạn. Có mấy cái con già nó sẽ cái răng nó sẽ dài hơn ha, nó cắn có thể chảy máu nha các bạn. Còn mấy con non thì nó không có chảy máu đâu các bạn. Nè các bạn, cận cảnh con kỳ nhông bắt được ha các bạn ha. Đang ở khúc công viên các bạn. Công viên thì người ta thường hay bỏ trâu bò các bạn. Vậy như các bạn cũng biết rồi, con kỳ nhông với con gắn mối này là nó thích phơi nắng ở ngoài tự nhiên nha các bạn. Thành ra cái chỗ mà mát mát dịu nắng là nó sẽ có nó ha bạn ha. Đây các bạn, đây ngay công viên ha. Thì có một số cái cây khô các bạn thấy không? Có một con kỳ nhông nó nằm ngay đó các bạn thấy không các bạn? Giờ bây giờ mình sẽ câu nha các bạn. Nó thấy mình lại nó cũng không sợ ha. Mà nó sẽ ngóng cái đầu nó lên nó chờ các bạn. Bây giờ bắt đầu mình chụp nó nha các bạn. Nè các bạn. Dính nó nè các bạn. Chụp nó ha các bạn ha. Chính được nó rồi, dòng đất nó các bạn ơi. Các bạn lưu ý nha, mình nhớ lấy tay kẹp thôi nha các bạn, để không ai nó cắn mình ha. Đó các bạn lấy tay kẹp, các bạn mượn cái người mình nào có điểm tựa cho các bạn, để cho nó cắn vô quần áo mình hay gì đó rồi mình chụp nó nha các bạn. Nè các bạn, con kỳ nhông nè các bạn, quá đã các bạn ha. Nè các bạn, quá đã ha. Như các bạn thấy không các bạn ha, có cây có chỗ trống ha, là nó sẽ ra phơi nắng nè các bạn. Ở đây tương đối có nắng nè các bạn thấy không các bạn, có một con nhỏ các bạn ha. Con nhỏ này mình thấy chắc mình không có câu quá, chụp luôn nha các bạn. Nó chạy các bạn ơi, nó chạy xuống dưới đất rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình câu nó nha các bạn, tại nó chạy các bạn. Nè các bạn thấy không ạ, nó chạy luôn rồi các bạn ơi, ổn quá các bạn ha. Ở đây mình thấy cái đầu lún ở đây nè các bạn. Giờ bây giờ mình sẽ câu nó luôn nha các bạn. Câu hay gì các bạn ơi, dễ bắt không? Các bạn biết sao, bắt tay khó bắt lắm. Thì hiện tại nó đang trong kẹt nha các bạn. Mình sẽ tìm cách mình câu luôn nha các bạn. Để bắt tay rất là khó bắt nha các bạn. Chụp nó chưa chắc chín đâu các bạn ơi, nó sẽ chạy được á. Giờ mình sẽ đút vô mình câu luôn các bạn. Ôi nó lên cây rồi nè các bạn. Nó bò lên cây rồi. Rồi bây giờ mình chụp nha các bạn. Hụt các bạn ơi. Phải câu lại lần nữa các bạn ơi. Nó nhỏ quá thành ra nó không có ăn được cái thòng lọng nha các bạn. Ok cũng khó câu lắm các bạn, biết sao các bạn? Tại nó dướng cái đàn lá nó vô trong kẹt á. Giật các bạn ơi, dính lên nè các bạn. Các bạn ha các bạn.
những con nhỏ này là những con mềm bẹp nó dễ tiếp cận nha các bạn. Đây các bạn biết sao, con này nó hay cắn lại ha, cho nên những con mềm bẹp, bẹp nhỏ nó rất là mê ăn mấy con nhỏ nha các bạn. Nó nghĩ là một lần nó sẽ có thể một phát hoặc nó sẽ nuốt chửng được cái con mồi ha. Thì các bạn biết sao không, thì nó sẽ dễ dính mềm bẹp hơn nha các bạn. Còn những con bự thì nó hơi nguy hiểm, thành ra con mềm bẹp nó hơi lè chừng ha mà. Nè các bạn, đó mình đã câu được con rồi đó các bạn. Các bạn như các bạn thấy ha, trống trải là có một con rồi các bạn. Như các bạn thấy nó đang nằm đây nè các bạn. Giờ mình sẽ làm clip mình câu, mình là lấy gần câu mình câu nha các bạn. Chứ các bạn biết sao không, bắt nó khó lắm, nó chạy lè lắm các bạn ơi. Giờ tiếp tục mình sẽ câu nó luôn các bạn ơi. Nó đang nằm, các bạn biết sao những cái con nhỏ này rất là dễ bẫy bị tiệp nha các bạn. Nó nhỏ các bạn, rất là dễ bẫy ha. Giờ bắt đầu mình sẽ câu nó các bạn. Rồi chuẩn bị giật nha các bạn. Nha các bạn, giật lên chín con các bạn. Phía sau không biết sao không, cái khúc mà mình bắt đó các bạn rất là khó nha các bạn. Giật hay lẹ mới, nó mới cùng dây mới siết được nó nha các bạn. Cho nên thành ra những cái khúc đó là khó quay ha các bạn ha. Các bạn thường khi chỉ thấy mình đưa cái gần câu vô rồi cái mình giật lên là dính ha, không phải là ghép đâu nha các bạn. Mà thật sự là cái khúc đó rất là khó quay cận cảnh đó các bạn. Nghe các bạn, một con rất đáng yêu không ha, con này gọi là con cắt ké nha các bạn. Đó các bạn thấy không các bạn. Ở đây thì mình mới phát hiện trên bụi cây nè mọi người, có một cái con tắc ké nè ha mọi người ha. Thì cái con này đi bẫy bìm bẹp là tuyệt vời nha. Thấy mọi người thấy không mọi người, con tắc ké nó nằm thấy không ha. Bây giờ mình sẽ lấy cần câu ra mình câu con tắc ké mọi người ơi. Như mọi người thấy cái cần câu không, mình có cái thòng lọng mình thắt đó. Giờ mình sẽ trồng cái thòng lọng vô cái đầu con tắc ké ha. Nè quay sao cho mọi người dễ coi ta. Đây mình sẽ lấy thòng lọng mình thòng vô đầu con cá ké ha mọi người ha. Rồi đó vô rồi đó mọi người, mọi người thấy không, cái thòng lọng nó đã dướng vô đầu con cá ké rồi ha. Giờ mình giật lên thôi nha mọi người. Đây mọi người, con cá ké mình mới vừa bắt mà ha mọi người ha. Đó mọi người thấy không mọi người. Bây giờ bắt bỏ bọc nha mọi người. Ở công viên này nè các bạn, công viên đẹp quá trời đẹp ha các bạn ha, mà bây giờ người ta hết sử dụng rồi các bạn, bây giờ người ta lại bỏ hoang ha các bạn ha, thành ra có những người ta nuôi chỗ nuôi gia súc cho các bạn. Đây con nguyên con trâu nè các bạn, đó người ta nuôi bò ha các bạn ha, hai con trâu nằm ha các bạn ha, đó các bạn thấy không các bạn. Rồi cái xe mua bán của ai cũng còn bỏ hoang nè các bạn, thôi các bạn xe mua bán gì đó ha, bánh chuối gì đó bạn bỏ hoang luôn, xích đu cũng bỏ hoang luôn bạn. Này công viên Hột Chợ Gạo uổng quá bạn, đất đai như vậy mà uổng ha bạn ha. Vlog Gateway quê chân thành biết ơn tất cả anh chị em cô bác gần xa thời gian qua đã ủng hộ kênh Vlog Gateway quê. Vlog Gateway quê xin chúc mọi người một ngày mới an lành và hạnh phúc, chúc gia đình mọi người luôn luôn khỏe mạnh và bình an.